Truy cập ngay cửa hàng ruby.net với những vòng quay quay là trúng mà trúng mì toàn ạc khủng với kim cương. Và còn có ạc free file siêu rẻ xài vào là có người yêu. Còn thêm cả minigame random thử vận may tham gia ngay để có cơ hội làm người yêu của chủ shop ạc. Ayo, what's up anh em, lại là mình là Ruby đẹp trai đây. Và ngày hôm nay sẽ một vlog về một ngày làm việc của Hero Team. Đây, và đây các bạn có thể thấy là CEO đang ngồi chơi điện thoại nè. Đó, và bên đây là Mr. Vịt. Và bây giờ là ngày hôm nay là 3 giờ sáng, là tụi mình đang chuẩn bị đi quay MV Anh Hùng Trong Chúng Ta nha các bạn. Đó, và đây anh em có thể thấy là mình và Kion đang đứng ở đây. Và Kai đã rủ mình để biểu diễn một cái màn ảo thuật cho mình xem. Mình ra là mình đã biết cái trò ảo thuật này của Kai là cái gì rồi. Nhưng mà mình cứ cười cười cho vui vậy đó anh em ơi. Trời ơi, nhìn hài chưa kìa, trời ơi, con sâu mà Kai bảo cứ di diễn nãy giờ luôn em ơi, quá cái chữ này đó chứ. Nhưng mà không sao, các bạn cũng đừng quên là ủng hộ cho nhau hoặc đến từ quận 8 anh Kai còn anh Gamer. Trời ơi. Thôi không đùa nữa, chuẩn bị bắt đầu đi trôi nào anh em bê. Và tụi mình đã có mặt ở tại chỗ quay MV rồi các bạn. Đó, và bây giờ đang là 4 giờ sáng nha các bạn ơi. Và mặt ai nấy cũng đang rất là vui vẻ gì vậy cái con. Này chị mèo Simmy thì mới ngủ dậy, nhìn vậy hơi dưới dưa make up cho các bạn ơi. Make up đây là xinh lắm đó nha. Hề luôn, tôi nói thiệt với anh em á là 4 giờ sáng không biết làm sao nhưng mà tức lạnh quá, trời lạnh luôn anh em ơi. Lạnh quá cái trưởng lạnh luôn các bạn ơi. Đó, bây giờ là mình sẽ xách ba lô và đi tìm một nơi để đi quay MV rồi chứ sao nữa nè. Đi vào thì tôi với chị em thấy được hai chú bé cuốn rất là cute và dễ thương luôn các bạn. Đừng nhìn Sam lạnh tới cái mức mà phải đem theo cái mền theo luôn đó anh em ơi. Trời trời ơi, hề luôn, mấy bé cuốn này cực kỳ là cute luôn. Tôi mò đứa nào đứa đấy chạy lại ôm hung tôi các thứ luôn các bạn ơi. À, hình như là tôi vừa không, tôi không phải tôi làm gì nó đâu nha đó. Rồi thế là CEO cũng lại ôm nó luôn các bạn ơi. Đó, tôi ngồi tôi ly cam rồi, bây giờ là CEO ngồi CEO ôm nó luôn nè các bạn. Trời ơi, cưng quá vậy cưng. Không, tôi ý tôi nói con chó cưng đó nha chứ không phải CEO cưng nha em ơi. Đó, tôi rất là thích mấy con động vật nha mọi người ơi. Nhất là chó với mèo nha em ơi. Nhìn con nào con nấy ú ù uống nước ú nào nụ cực kỳ là dễ thương luôn đó, rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Và bây giờ là tụi mình đã đi vào bên trong để có thể mà chuẩn bị make up. Và bây giờ là nhìn Sim nè, trời ơi, Sim thấy tôi quay là Sim kiểu Sim bảo là sao nhìn chị như con ma vậy em. Nhưng mà đối với tôi, Sim có make up hay không make up thì Sim vẫn luôn là đẹp nhất trong trái tim tôi. Còn Sigo thì không. Ừ đúng rồi đó, nhìn mặt Sigo coi kìa các bạn ơi, coi thấy ghét không, quá trời là thấy ghét luôn em ơi. Trời ơi, đó, nhìn bây giờ tụi mình tất cả ai nấy cũng đều mới ngủ dậy nha em ơi, rất là buồn ngủ luôn đó các bạn thấy không. Đó, nhìn mặt tôi vậy thôi chứ tôi cũng buồn ngủ lắm anh em ơi, quá trời buồn ngủ. Thật ra là tôi chưa ngủ trong nguyên ngày đó anh em ơi. Ừ, lại là chương một Ruby CEO và những người bạn bốn chân đó. CEO mò CEO kêu là lại liền luôn. Còn Ruby này các bạn nhìn này, Ruby kêu mình lại là trời ơi, nó chạy luôn các bạn ơi. Coi thấy ghét không, coi thấy ghét không anh em ơi. Trời ơi, không công bằng miếng nào, không công bằng một tí nào luôn em ơi. Trời ơi, nghĩ sao mà chọn tao hung chết luôn. Nhìn mặt mình cũng hiền lắm chứ bạn ơi, nhìn mặt mình cũng hiền lắm chứ ai về đâu. Trời ơi, nó sợ mình chạy luôn, nó không hèm chơi lại với mình luôn em. Rồi xong nó bỏ rơi tôi luôn và tôi kiểu ủa gì xảy ra vậy, trời ơi, trời ơi, tôi tưởng là nó bỏ rơi tôi, ai ngờ đâu nó xách theo đàn em nó theo. Trời ơi, trời ơi, dễ thương quá là dễ thương luôn các bạn ơi. Ai ngờ về là đem theo đàn em theo. Trời ơi, cái đó hình như là một bé nào đó nhìn hướng nội đó, có hai người em hướng ngoại và một người hướng nội nha. Trời ơi, dễ thương quá trời, dễ thương hề luôn. Tôi mò mấy đứa này mà tôi quên mất là ngày hôm nay tôi cần phải quay MV luôn các bạn. Con quỷ này mò mày quản được mày, tất ngang quạo ngang. Mò đứa này thì được mà mò đứa kia thì không được đâu mà. Quá cái chữ gì đó chứ, trời ơi. Rồi đó, hai đứa kia ngồi cãi nhau rồi kìa anh em ơi. Cãi nhau gì không được, Sim sờ. Trời ơi, các bạn thấy không, bây giờ là Sim ngồi Sim chỉ sờ mỗi con quỷ này thôi. Rồi hai đứa kia ghen ăn tới cỡ xong cũng lại cho Sim sờ luôn. Và tôi cũng không hiểu sao là ha, tụi nó tại sao là vào được cái phim trường đó em ơi. Quá cái chữ gì đó chứ, quậy ơi là quậy luôn các bạn ơi. Trời ơi, con nào con nấy cũng cũng quậy luôn đó. Con này con ấy nhìn cũng giống tôi lộn 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 mấy sao lại giống mình ta. Nhưng mà cái con này là tôi nghe nói con này là con mẹ của hai con kia là con các bạn ơi. Con mẹ này là nó đi heo, nó giám sát hai con trẻ trâu này nè mà. Trời ơi, dễ thương không, nhìn hai màu tóc hai đứa y chang nhau rồi. Hôm nay chúng ta sẽ có một chàng trai để diễn rồi, xin đứng nha. Hôm nay mình đã học lẫn được từ ảo thuật gia Kato Kip toàn trận. Dạ đi nhìn nhá, cho đây con đứa nào đấy. Bây giờ xem lại cảnh mẫu xin cặp cái bóng này và bớt lại giấu đi. Này giờ đi biệt đặt
Ủa là lấy từ sim từ lúc nào? Anh Hợp, em nhanh tay lắm mà. Bây giờ sim muốn là sim đưa qua cho Kai để Kai bỏ vô. Sim. Ê, từ là có hai trái đúng không? Hai trái nào? Nè. Đây là. Nè, cầm giùm em nè. Sau khi mà anh em thấy được cái màn ảo thuật đến từ anh Gigo Gamer thì thôi tụi mình đi ăn cái rồi tụi mình make up các bạn ơi. Đói quá trời đói luôn rồi Sigo cứ hỏi là em ăn gì, thôi không ăn gì hết trời. Thật ra là mình sợ ăn buổi sáng đó các bạn, sợ bị đau bụng á. Đêm ơi đó Sigo lấy giùm mình một hộp đi về cái bám nổi, lấy dần tan hộp xong lấy lại là sao trời ơi. Rồi buổi sáng tụi mình trước khi quen Vi thì mình ngồi ăn bún gì ta, hình như là bún thịt lướng anh em ơi, bún thịt lướng á các bạn ơi. Đó này anh Phong Cận Bình Nhơn, anh Phong Cận ơi. Ăn xong thì tụi mình đi vô đây ngồi chuẩn bị để make up để lên quay MV luôn. Và đây là Sigo. Thật ra cái đoạn này tôi tắt tiếng là tại vì tôi cười quá trời cười, tôi cười siêu lớn luôn anh em ơi. Nhìn kia kiểu anh đừng ngủ em ơi, anh đừng ngủ em ơi. Đó, còn tôi thì đang kiểu thật ra là tôi vẫn đang chưa make up các bạn ơi. Đó, tôi chuẩn bị make up thôi, chỉ là tôi đang chuẩn bị make up và tôi đang chờ Sam dặn son là các bạn ơi. Trời ơi, quá là tuyệt vời luôn anh em ơi. Thôi bây giờ lo tập trung make up và chuẩn bị đi thay đồ. Trời ơi, đấy là mình đã make up xong rồi nha mọi người ơi. Này mình và mình cũng đã thay đồ xong luôn rồi. Đó, anh em có thể thấy đây là outfit ngày hôm nay của tôi và Kaygo nếm mặt để đứa cây đi quay. Chị cây, anh làm gì cây, trời đất ơi. Rồi đây là Sigo đang ngồi tạo kiểu vuốt tóc các bạn ơi. Trời ơi, nhìn nó mơ màng quá trời. Nhìn tôi hip hop never die chứ anh em, quá là hip hop luôn. Rồi bây giờ là chuẩn bị quay luôn nè. Đó, mình đang ngoài hậu trường luôn nha các bạn ơi. Đây là chị mèo Jimmy nè, mặc đồ cực kỳ xinh. Đây là chị Cam mùi, nó trời ơi, giỡn với anh em vậy thôi. Đó, bên đây tôi vừa phát hiện đây là sẽ là bé mèo của chị mèo Jimmy ngày hôm nay sẽ được quay cùng nha. Trời ơi, bé này rụt rè nhút nhát quá trời luôn em ơi, cực kỳ là dễ thương, cực kỳ là cute bé kiểu ai cho mày số đâu tao, ai cho mày số đâu tao. Còn đây là Sim nè, đây là cũng là mèo, trời ơi, nên là cộng lại là chị mèo Jimmy luôn em ơi, dễ thương. À, mình vừa thấy chị mèo Jimmy ẩm, chị mèo Jimmy. Đừng dọa nghe, không lát mà nó cào chị cái là chết luôn á. Oh my god, chị đâu vậy? Chị quay. Đúng rồi, chị em đang đi thì mình bây giờ tụi mình chuẩn bị tiếp tục đi quay. Nắng quá, ui rồi. Và đây là Mr. Vịt đang chuẩn bị vào set quay nha mọi người ơi. Vịt khá là tập trung trong cái việc quay MV này luôn á nha. Đó, còn đây là chị mèo Jimmy đó kìa. Yeah, cứu em, mèo cào em, cứu em anh ơi. Dễ thương cực kỳ luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục đi quay MV rồi. Và lúc này là tới tôi vào set quay. Lúc này là tôi sẽ chuẩn bị bế bé mèo nha các bạn ơi. Và bây giờ là không, quên, Sim sẽ bế bé mèo trước nha mọi người đó. Đoạn này thì Sim sẽ phải bế bé mèo trước. Thì bé mèo này khá là nhút nhát và khá là dữ đó. Tôi rất là lo cho Sim luôn các bạn ơi. Trời ơi, các bạn nhìn tôi kiểu giận sao ta, làm gì đi ta, rồi nói chuyện với anh cây gôn luôn các bạn ơi. Ngồi nói chuyện với anh cây gôn luôn. Đó, nhìn vậy thôi chứ tím liệm luôn, còn say hai nữa chứ trời ơi. Lúc này là Sim đang rất là sợ cái bé mèo, tại vì bé mèo này đã cào Sim nha các bạn ơi. Sim rất là sợ luôn. Ôi trời ơi, mình nhìn mình cũng lo lắng cho Sim quá trời luôn các bạn ơi. Nhưng mà Sim vẫn đang cố gắng để có thể hoàn thành một cái set quay là như mong đợi luôn nha các bạn. Rất là hương Sim luôn các bạn ơi. Nên là các bạn cũng đừng quên là ủng hộ MV Anh Hùng Chồng Chúng Ta của kênh Hero Team các bạn ơi. Nhớ xem tại kênh Hero Team luôn nha anh em ơi. Đó, tập trung quay là lúc này là nhìn vậy thôi chứ thật ra là nắng lắm các bạn ơi. Tôi đứng ngoài nắng quá trời luôn đó. Và bây giờ cả ba người đang đứng nè, tôi nè, ca mui nè, cây gôn đang đứng kiểu mui ơi chị thấy cam không, mui chị thấy camera không, đúng rồi đó, camera đúng rồi đó, cây gôn chỉ cho camera của tôi đó, cây
con ơi. Trời ơi, làng sương khói bay bước ai về. Tự nhiên có làng sương khói bay lên, tôi giật cả mình luôn các bạn ơi. Trời ơi, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Lúc này là Simmy đã bị mèo cắn chứ không phải là cào luôn anh em ơi. Vừa cào mà vừa bị cắn luôn. Sim đang rất là đau luôn các bạn ơi. Trời ơi, tôi nhìn tôi thương Sim cực kỳ luôn. Sim đã khóc rất là nhiều luôn đó mọi người ơi. Nhưng mà Sim đã cố gắng cực kỳ luôn. Nếu là lần này tôi quyết định tôi sẽ là người ẵm bé mèo này. Tôi sẽ chừng chỉ bé mèo này nha mọi người đó. Tôi sẽ chừng chỉ bé mèo này để có thể mà bảo vệ được chị mèo Simmy. Tại vì tôi yêu chị mèo Simmy. À vậy thôi. Em ơi, em hợp tác giúp chị nha em ơi. Em cắn cờ gết của chị cho đã vô rồi em mới qua em ôm chị. Trời đó các bạn thấy không? Trời, tôi chừng chị con này quá dễ. Tại vì mình đang ở nhà, mình đang nuôi rất là nhiều mèo. Nên là mình cái việc mèo bị như thế nào hay là cái việc mà mình phải ẵm mèo như thế nào là mình đã rất là quen thuộc luôn các bạn ơi. Nên là mình đang tập ẵm bé mèo này luôn nha. Đó, và bây giờ trời ơi, bây giờ là Sim đang được ngồi trong đây và chăm sóc vết thương. Trời ơi, tôi nhìn tôi thương Sim cực kỳ luôn các bạn ơi. Sim đang rất là đau lớn luôn á. Trời, nhưng mà thương Sim á. Rồi, bây giờ chúng ta là quay trở lại với trò chơi tuổi thơ mang tên ô ăn quan. Đó, và mọi người mình đang trong một cái set quay đang ngồi chơi ô ăn quan như trong MV anh hùng trong chúng ta luôn mọi người thấy không đấy. Ngồi tập trung chơi quá cho chơi luôn. Chơi mà quên hết đường về, quên mất là nơi mình đi quay MV luôn các bạn ơi. Hề luôn. Tôi nhớ cái trò này cực kỳ là nhiều luôn đó anh em ơi. Tôi là sát thủ của cái trò chơi này, quá là VIP bờ gờ luôn. Anh em nào mà từng chơi cái trò chơi này hay là anh em nào mà chơi quá là cái trò này VIP bờ gờ thì hãy solo hách đấu với tôi nha các bạn ơi. Comment ở dưới cho tôi biết với nha. À quên cái này, tụi tôi đang không phải là chơi ôn quen mà tụi tôi đang chơi là hải đá các bạn ơi. Dưới tôi gọi là hải đá, không biết là cái trò chơi mà hải đá để lên tay các bạn. Nếu mà các bạn biết gọi là gì các bạn nhớ comment cho tôi biết với nha. Đó thấy không? Trời ơi, chớm được bài đặt của Bi. Trời ơi, dẹp đây. Oh my god, và sao outfit kia thì tôi đã hay được áo dài. Và đây là lần đầu tiên mà tôi mặc cái áo dài kiểu này nha các bạn. Nhìn nó men quá. Lộn, nhìn nó con gái chứ không phải là men đấy bạn ơi. Trời ơi, quá là trời con gái, quá hết sức con gái luôn. Chị Cô Bỉ ơi, chị Cô Bỉ. Tại vì lúc đầu là tôi cũng được vote là mặc đồ màu xanh giống hội anh em, nhưng mà thôi tôi mặc cho giống hội chị em cho nó giống các bạn ơi. Tôi mà mặc giống hội anh em là nhìn tôi khác biệt lắm anh em ơi. Còn đây là chị Camui kiêu kiêu cà gót nè. Trời ơi, nhìn Camui Sam Sim ai mà cũng xinh. Còn mình mặc là hãm họa luôn em ơi. Mình mặc là hãm họa luôn. Còn Sam, trời ơi Sam ơi, chị ngồi cái kiểu gì vậy Sam? Dễ thương quá, em yêu chị luôn. Sim cũng vậy, yêu hết hai người luôn, yêu hết không chừa một ai luôn em ơi. Lúc này là tôi ngồi tôi kêu Sim ơi, chị nhảy cho em xem đi. Là chị nhảy hay quá, em cho chị 50 luôn. Thế là Sim quyết định nhảy cho mình xem luôn em ơi. Đẩy, trời ơi, điêu luyện ngay, trời ơi. Trời ơi, các bạn thấy không, tôi với bé mèo này mặc cái áo y chang nhau, không khác gì nhau luôn em ơi. Ôi trời ơi, lúc này là tất cả mọi người đều cùng nhảy. Và đây là cái Versiro ngồi ráp nha em ơi. Trời ơi, ráp cháy quá anh ơi. Cháy như phi phai, lộn. Đùa với bạn ơi đó, tất cả mọi người đều rất là vui vẻ luôn. Nhưng mà khúc này tôi chưa cầm em bé mèo mọi người ơi. Nhưng mà tại vì tôi không quay được cái đoạn mà tôi cầm em bé mèo các bạn ơi. Tại vì cái đoạn video là tôi phải đi xin của tất cả mọi người đó. Quá là buồn luôn, trời ơi. Yeah, cuối cùng tụi mình đã quay xong MV ngày hôm nay. Và ai cũng đều rất là mệt mỏi luôn. Và tất cả mọi người đều đang chuẩn bị bắt xe về. Các bạn thấy tôi không? Mặt mà tôi kiểu ôi trời ơi, đẹp trai quá, đẹp trai luôn. Trời ơi, đẹp trai nhất lắm luôn. Còn bây giờ thì bye bye anh em. Yeah.